Ngày 4/1/2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh. Tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện Tân Lạc có đồng chí Đinh Duy Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và các đồng chí thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện. Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2021 được đánh giá là một năm thiên tai xảy ra bất thường, khó lường. Tỉnh Hòa Bình chịu ảnh hưởng của hoàn lưu 3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới gây mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gây nhiều thiệt hại về tài sản và hoa màu của người dân. Do ảnh hưởng của thiên tai, toàn tỉnh có 2 người chết, 5 người bị thương, 294 nhà bị hư hỏng, thiệt hại. Trong đó, 6 nhà thiệt hại trên 70% và di dời khẩn cấp 159 nhà, 3 điểm trường bị ảnh hưởng, 1 cơ sở y tế bị ảnh hưởng thiệt hại dưới 30%. Tổng diện tích thiệt hại về nông lâm nghiệp 489,5 ha, 208 con gia súc bị chết, 81 mét chiều dài kè hư hỏng, 3 bãi đập bị sạt lở hư hỏng, 47 điểm giao thông bị sạt lở, ách tắc gây cản trở giao thông đi lại của người dân và làm mất an toàn về giao thông. Ước giá trị thiệt hại trên 39 tỷ đồng. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo thành viên các tổ công tác phối hợp với các ngành liên quan đi kiểm tra, đánh giá tình hình tại các địa phương, chỉ đạo các ngành, các địa phương triển khai các phương án khắc phục theo phương châm 4 tại chỗ. Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh bám sát địa bàn, kịp thời lãnh đạo chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị trong toàn tỉnh trong công tác ứng phó phòng chống thiên tai, qua đó giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh nhấn mạnh: theo dự báo, tình hình thời tiết khí hậu năm 2022 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Để chủ động phòng chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, các ngành, các địa phương cần tiếp tục triển khai nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp của Trung ương và tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tiến hành rà soát, đánh giá tác động, ảnh hưởng toàn diện của thiên tai đến tất cả các khu vực để lồng ghép, điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch xây dựng kịch bản phòng ngừa, ứng phó, tăng cường thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng để làm tốt phương châm 4 tại chỗ, phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của lực lượng xung kích phòng chống thiên tai kết hợp với lực lượng vũ trang chuyên nghiệp, từng bước hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.